Thưa quý vị, sáng 28 tháng 8 năm 2024 tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã khai mạc triển lãm Báu vật Champa, dấu ấn thời gian, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, ngay khi các hiện vật Champa được trưng bày, một làn sóng tranh cãi đã nổ ra trên mạng xã hội. Nhiều người dùng đã đặt nghi vấn về tính chân thực của những bảo vật này, tạo ra làn sóng bàn luận sôi nổi từ công chúng và các chuyên gia trong lĩnh vực khảo cổ học. Liệu đây có phải là báu vật thực sự của nền văn hóa Champa hay chỉ là những món đồ giả mạo? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin từ các chuyên gia. Ngay sau khi triển lãm báu vật Champa dấu ấn thời gian khai mạc, đã có nhiều ý kiến nghi ngờ về độ chân thực của những hiện vật được trưng bày. Đặc biệt, nhà nghiên cứu Philippe Trương hiện sống ở nước ngoài đã cho rằng các hiện vật này được chạm khắc thô sơ, thiếu tinh xảo, không phản ánh được vẻ đẹp rực rỡ của nền văn hóa Champa. Trên các trang mạng xã hội, nhiều nhà nghiên cứu và sưu tầm cũng đã bày tỏ sự không hài lòng về chất lượng của các hiện vật. Họ cho rằng các bức tượng không đạt tỷ lệ kích thước chuẩn, vô hồn, thậm chí có những hình ảnh chưa từng thấy trong văn hóa Champa như tượng thần Shiva nằm trên đất. Tuy nhiên, trước những nghi ngờ này, tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đã khẳng định rằng các hiện vật trong triển lãm này đều đã được nghiên cứu và xác thực cẩn thận. Theo ông Đoàn, bộ sưu tập này bao gồm hiện vật từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và bộ sưu tập của nhà sưu tập Đào Danh Đức, với phần lớn hiện vật thuộc về ông Đức. Để làm rõ tính chân xác của bộ sưu tập, bảo tàng đã tiến hành giám định bởi các chuyên gia hàng đầu như phó giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Doanh, tiến sĩ Phạm Quốc Quân và tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến. Đặc biệt, thành phần hợp kim của các hiện vật đã được phân tích bằng phương pháp chụp huỳnh quang tia X, cho thấy sự tương đồng về chất liệu với những hiện vật Champa khác được khai quật. Cụ thể, các hiện vật bằng kim loại vàng đều có tỷ lệ vàng, bạc và đồng tương đồng với những hiện vật cùng chất liệu được tìm thấy tại di tích Tháp Cấm Mít, Đà Nẵng. Các viên đá khảm trên hiện vật cũng được xác nhận là đá tự nhiên thuộc các loại thạch anh màu và sapphire. Tiến sĩ Phạm Quốc Quân, nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng nhấn mạnh rằng những hiện vật này có lớp patin xỉn màu tự nhiên, các vết nứt, mớp và dấu hiệu bào mòn thời gian rất rõ nét. Kỹ thuật chế tác của các hiện vật cũng thể hiện sự điêu luyện của người thợ kim hoàng Champa thời kỳ đó, với các họa tiết trang trí tinh xảo và không rườm rà. Vâng, thưa quý vị, với những bằng chứng và phân tích từ các chuyên gia, có thể thấy rằng báu vật Champa đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia không phải là đồ giả. Tuy nhiên, dư luận vẫn còn nhiều câu hỏi và sự nghi ngờ, đòi hỏi cần có thêm các nghiên cứu sâu hơn để làm sáng tỏ mọi khía cạnh của vấn đề. Thưa quý vị, những thông tin liên quan đến ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, một lần nữa gây xôn xao dư luận khi chùa Phật Quang, nơi ông làm trụ trì, bị phát hiện chiếm hơn 1.400m2 đất rừng phòng hộ để xây dựng các công trình không phép. Sau đây mời quý vị cùng Phương Thúy điểm qua diễn biến vụ việc này. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Phật Quang đã chiếm đất rừng phòng hộ trên núi Dinh từ tháng 6 năm 2021 để xây dựng các công trình như đường bê tông, nhà vệ sinh và nhà kho. Dù đã được yêu cầu khắc phục hậu quả và trả lại đất cho ban quản lý rừng phòng hộ, nhưng chùa Phật Quang vẫn chưa chấp hành. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã đưa ra quyết định buộc chùa Phật Quang trả lại đất đã chiếm. Tuy nhiên, sau thời hạn 10 ngày, chùa vẫn không thực hiện. Đến ngày 21 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ tiếp tục ra quyết định cưỡng chế, yêu cầu di rời các công trình vi phạm để trả lại đất rừng. Thời hạn để thực hiện là 180 ngày. Dù vậy, ông Vương Tấn Việt đã khiếu nại quyết định cưỡng chế, yêu cầu hủy bỏ và đề nghị giữ lại các công trình vi phạm. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ vẫn kiên quyết thực hiện biện pháp cưỡng chế nếu ông Việt không chấp hành. Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ nhấn mạnh, thời hạn Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ cho chùa Phật Quang là 6 tháng để khắc phục hậu quả. Trong thời gian này, chúng tôi đã nhiều lần mời trụ trì chùa lên làm việc, vận động tháo dỡ công trình vi phạm và trả đất rừng cho nhà nước. Nếu ông Vương Tấn Việt không chấp hành, thị xã sẽ kiên quyết cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật. Vâng, thưa quý vị, vụ việc tại chùa Phật Quang là một ví dụ rõ ràng về việc sử dụng đất không đúng mục đích và sự quyết tâm của chính quyền trong việc bảo vệ đất rừng phòng hộ. Với chiều dài 10 mét, chiếc lồng đèn mang tên Đại Long này được lấy ý tưởng từ bức hình chụp cảnh rước lồng đèn rồng ở một lễ hội gần 100 năm trước. Và đây cũng là tác phẩm gây ấn tượng với nhiều khách tham quan. Không chỉ có kích thước khủng, mà ngay cả số giờ để hoàn thiện tác phẩm này cũng lên đến gần 400 giờ đồng hồ. Hai hôm trước thì em có lên xem thử một vài bức hình, nhưng mà khi ra đây thì thực sự là chán ngợp về cái sự khủng của nó, cũng như là từng chi tiết nhỏ nhặt mà mọi người đã đặt để cái tâm của mình vào khi mà làm. Sản phẩm Đại Long này thì tụi mình mất
khoảng thời gian tầm khoảng 1 năm cho quá trình lên ý tưởng, phỏng dựng, làm đi làm lại rất là nhiều phiên bản thì mới ra được cái phiên bản hoàn hảo này. Đến khâu làm khung ra được rồi thì tụi mình mất 220 giờ để hoàn thiện một cái đầu rồng của 10 con người ha. Thì về phần đuôi và thân rồng thì mất 150 giờ và những người này là những người đã lành nghề rồi nha. Tại không gian trưng bày khoảng 70 tác phẩm lồng đèn xưa do hai vợ chồng chị Kim Thủy và anh Siro cùng nhóm bạn trẻ đến từ trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chế tác một cách tỉ mỉ. Tại đây có đa dạng các mẫu lồng đèn, hình cự giải, ngư lồng, lý ngư hóa long, hồ điệp đều được làm thủ công, sử dụng các vật liệu như trúc, giấy kiến. Dạ, thì mục đích của cái triển lãm ngày hôm nay mà Tích Nhật Phiến Đoạn cũng như là Khởi Đăng Tác Thí mong muốn đến với cho mọi người á là có một cái không gian hoài niệm về kỳ không gian Trung Thu xưa, cũng như là có thể đưa cho những cái đứa bé, đứa trẻ biết được rằng ngày xưa các ông bà ta đã cũng có những cái món đồ chơi như thế này, và muốn những đứa trẻ biết được rằng một cách gìn giữ và phát huy những cái sản phẩm lồng đèn này cho thế hệ mai sau. Từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh để chiêm ngưỡng không gian trưng bày lồng đèn xưa, anh Lê Duy Ngữ cùng vợ mình vô cùng thích thú khi có thể dẫn theo con gái 7 tuổi đến đây trải nghiệm, chiêm ngưỡng những chiếc lồng đèn này. Đây cũng là may mắn là đang vào dịp này thì chương trình có tổ chức một cái buổi trải nghiệm về văn hóa xưa đó cũng là, nên chiều nay là sau khi ta làm là cả nhà cùng đánh xe để cùng chiêm ngưỡng cái không gian này. Ban đầu là anh muốn cho bé nhà anh được trải nghiệm cái không gian đó, Trung Thu của người xưa như thế nào, cái tập tục văn hóa, và với cạnh đó là cũng được trải nghiệm những cái lồng đèn và thời xưa, một cái điều rất là thú vị mà rất là khó có thể thấy được trong cuộc sống hiện đại hối hả như bây giờ. Khách tham quan đến đây sau khi nghe thuyết minh về những chiếc lồng đèn xưa thì có thể trekking, chụp ảnh cùng không gian ấm cúng với đủ mẫu lồng đèn lung linh. Đầu tiên khi mà bước vào cái không gian này thì em cảm thấy rất là rùng mình, vì hồi xưa thì người ta có những cái trò chơi nhân gian, nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái yếu tố nghệ thuật được lồng ghép vào trong những cái lồng đèn đó, và những cái yếu tố được làm rất là hài hòa như màu sắc ấn tượng. Và cái đó cũng là điều rất là quan tâm khi tới đây, tức là em muốn tìm hiểu về văn hóa, tìm hiểu về những cái yếu tố từ hồi xa xưa để sau này mình có thể ứng dụng vào công việc của chính mình. Theo ban tổ chức, triển lãm này sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 20 tháng 9. Mỗi lượt khách tham quan là 10 người, mỗi ngày nơi đây nhận khoảng 65 đến 70 khách. Ngoài tổ chức cho khách tham quan, còn có các chương trình hát bội và cải lương.